tiệc hòa cưới bạn thân, Trần Kiều Ân háo hức khoe khắp mạng xã hội. Ngày 5 tháng 6 vừa qua, cặp đôi được mong chờ nhất showbiz là An Dĩ Hiên và Trần Vinh Luyện đã tổ chức một buổi tiệc mừng thân mật với 200 khách mời đều là những người bạn, đồng nghiệp thân thiết. Một ngày sau, đám cưới thế kỷ giữa cặp đôi quyền lực này đã chính thức được tổ chức với đầy đủ nghi lễ truyền thống. Sau những nghi lễ truyền thống chính là màn tung hoa cưới của cô dâu, tiết mục được mong chờ nhất của buổi lễ cũng đã bắt đầu. Vượt qua biết bao nhiêu đối thủ nặng ký, Trần Kiều Ân đã dễ dàng bắt gọn bó hoa cưới đẹp đẽ trên tay. Cô nàng tỏ ra rất thích thú và cầm bó hoa cưới vừa bắt được khoe khắp mọi nơi. Trần Kiều Ân vốn nổi tiếng với hình ảnh ngọc nữ sở hữu vẻ đẹp không tuổi và tinh thần lúc nào cũng vui tươi hồn nhiên như cô gái đôi mươi. Tuy thành công vang dội trong sự nghiệp nhưng nữ diễn viên U40 vẫn đi về một mình. Trần Kiều Ân khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Nhiều người cho rằng có lẽ cô nàng đã khá kén chọn về tiêu chuẩn của một người bạn đời. Tuy nhiên Trần Kiều Ân lại từng cho biết vạn sự tùy duyên, duyên đến tự khắc sẽ đến mà thôi. Và cái duyên trong việc Trần Kiều Ân bắt được hoa cưới trong ngày vui của cô bạn thân làm người hâm mộ sướng rơn và càng háo hức chờ đợi một đám cưới không xa của nữ diễn viên xinh đẹp này.